Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Với nồi chiên không dầu, loại nào cũng vậy, mình cũng làm ra heo quay thiệt là ngon luôn. Đây là cách quay heo quay không có bị dơ lò. Thịt heo quay mềm, ngọt, không bị khô. Da nổ phồng giòn, giòn tan và giòn đâu. Anh chị em và các bạn thấy nó nổ phồng giòn ngon ghê chưa? Chỉ cần cái nồi chiên không dầu, cô bác anh chị em và các bạn nào có thì lấy ra để mà quay heo cho nó nổ phồng da như giống như Bình Khuyên chia sẻ hôm nay. Nhìn như vậy là biết nó giòn như thế nào rồi, nó đang nổ lớp bớp luôn đó. Khi mà làm heo quay mình nên chọn thịt ba rọi, mỏng mỏng thôi. Mỏng thì khi mà mình quay xong nó co lại, nó rút lên á là vừa. Bây giờ mình đi rửa với giấm muối và cạo bỏ hết những cái lông này ra. Nước 250ml. Mình sẽ làm cho cái da thứ nhất là sạch, thứ hai nữa là sẽ giòn khi quay. Da chính thì mình quay lên nó giòn xốp. Mình Khuyên vẫn hay sử dụng cái bột nổi baking powder hoặc là bột baking soda. Cái này mình sẽ lấy 1 teaspoon, tức là hơn một muỗng cà phê một chút xíu. Và có bạn hỏi mình Khuyên là ăn cái này có độc hay không á, thì là trong làm bánh cupcake người ta cho thẳng vào luôn. Như là muffin thì luôn luôn có cái này, 1 teaspoon nha. Nếu mình lấy cái muỗng cà phê thì mình cho một chút nữa, hoặc là lấy cái bột nổi baking powder này cũng được, mình cho nhiều hơn chút xíu so với lại baking soda. Và cái baking soda thường thường luôn luôn có trong các món bánh, do đó anh chị em và các bạn đừng sợ là độc. Độc chỉ khi nào mình cho nhiều đó thì nó mới độc. Chỉ đổ một lớp bên dưới để luộc cái da, sau đó thì mình ấn xuống cho nó phẳng, để lửa trung bình. Và với cái miếng heo này mình Khuyên sẽ luộc 7 phút cho đến 10 phút, bởi vì là da heo nó già thì mình phải luộc lâu để cho chín mềm. Gia vị sẽ có 1 tablespoon đường. Đây là cái tablespoon 15ml, 1/2 teaspoon muối, 1 teaspoon bột nêm gà chicken powder, bột ngũ vị hương, tùy theo mình ăn được nhiều thì cho nhiều, 1/2 teaspoon, 2/3 tablespoon rượu mái Quế Lộ, 1 tablespoon nước tương Maggi, 1 teaspoon bột tỏi, tiêu. Sau đó quậy đều lại. Sau khi luộc được 5 phút, mình sẽ đỡ nó lên để cho cái nước nó chạy vô trong. Không thôi nó xích ở dưới cái đáy chảo, nó dính da xuống dưới. Và thêm 2 phút nữa. Sau khi đủ 7 phút, mình cho ra miếng giấy nhôm. Có thể cắt ra rồi ướp, nhưng mà mình không có cắt ra, để cho nó mềm và ngọt thịt. Khi mà ướp gia vị, mình không có chẻ ra đó, nó sẽ không có thấm vô trong, khó thấm. Thì lấy cái cây xiên thịt nướng, mình xăm vài chỗ. Để chút xíu sau cái gia vị nó dễ thấm hơn. Rồi cho hết lên. Có thời gian thì ướp lâu. Heo quay Vĩnh Viên có nhiều cách quay lắm. Anh chị em và các bạn cứ vô Google hoặc là YouTube gõ heo quay Vĩnh Viên, viết có dấu hoặc là không dấu đều được. Heo quay, chân giò heo quay theo nồi chiên không dầu, rồi nồi lò nướng, rồi quay chảo. Nói chung là rất là nhiều cách để phù hợp cho mọi chị em mình. Ai có cái điều kiện nào thì mình áp dụng cái đó nha. Rồi bây giờ mình lật lại để cho cái da lên trên. Gói vô miếng giấy nhôm như vậy để chút mình quay luôn. 1 tiếng đồng hồ quay trong gia vị thì cái thịt nó sẽ thấm. Thành thử ra không cần ướp lâu. Mình sẽ lấy nguyên một bó luôn cây xiên thịt nướng. Lúc này đã thấy nó rất là mềm,
lưu ý là cái da phải mềm, chỉ một cái lớp da thôi, đừng xăm sâu quá. Và cái độ phồng của da cũng tùy thuộc theo heo già hoặc là non. Ví dụ con heo nó cái da nó dày, thật là dày luôn á, là lúc sau mình quay xong mình sẽ thấy cái da nổ, thật nổ ra. Còn không như là con heo non, là như heo sữa là quay nó không có phồng. Cái quan trọng là giòn xốp, giòn tan, không được giòn cứng. Do vậy mà da phải chín trước khi mà quay, cũng như là trước khi quay cái da heo phải khô. Sau khi mình xăm thật kỹ nhiều chỗ, xăm để nó không có nổi bong bóng to lên đó, thì lấy cái khăn giấy làm bếp lau cho sạch cái này đi. Lấy dao cạo như vậy để cho cái lớp gia vị lúc nãy nó không còn lại ở đây. Nếu gia vị mà còn rồi quay nó cũng không giòn, và bỏ đi. Nếu như không có cái cây xiên xăm lúc nãy thì có thể lấy dao mình rọc. Rọc như vậy nè. Rọc càng nhiều đường càng tốt, và rọc nhẹ trên da thôi. Chi chít trên da mình cứ rọc 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 vậy nha. Nhẹ thôi, chỉ trên da, mình khuyên nhắc lại là xăm hoặc là lấy dao đều chỉ một lớp mỏng trên da. Sau đó thì 1/4 teaspoon muối. Đừng cho nhiều quá, nó sẽ bị mặn. Muối rắc lên da có tác dụng làm cho nó hút nước đi, thì lúc xíu sau mình quay da nó nổ giòn. Các chị em mình sẽ thường thấy là chanh với muối, nhưng mà thực ra chỉ cần muối là cũng đủ rồi, không cần chanh. Rồi sau đó để ở đây khoảng 15-20 phút cho muối nó hút vô da. Quay lại xăm một lần nữa, và cũng xăm nhẹ luôn. Hồi xưa mới học làm heo quay, mình không có biết cái cách để cho da chín như vậy đâu, thành thử ra xăm cực ơi là cực luôn, bởi vì cái da lúc đó nó chưa có chín mềm. Cũng nhanh, và mình để tiếp tục thêm, nếu có thời gian thì để lâu, còn không có thì để ít nhất khoảng 15 phút nữa. Mình để 30 phút. Cái nồi của mình là chứa được 1,2 kg, tức là mình sẽ cho 1,2 kg vô là nó vừa đủ vô cái rổ này. Trước tiên mình sẽ để cho khô da 100 độ C, đồng thời để cho thịt chín thời gian 30 phút. Tức là 212 độ F. Sau 30 phút, nhìn vô đây, mình đã thấy da khô. Khô thiệt là khô luôn rồi. Và nó sẽ tươm một chút xíu mỡ. Mình lấy cái giấy lau mỡ đi. Mình đã nhìn thấy ở trên da bắt đầu nó chuẩn bị hơi có cái vẻ như muốn phồng phồng nè. 180 độ C và mình để 15 phút. Tức là 356 độ F. Để lại gần cho anh chị em và các bạn nhìn thấy cái da nó nổ phồng. Trời ơi ngon quá à. Cái cách làm này nó vừa tiện sướng cho mình. Xung quanh cũng thấy ngon hết luôn. Và bên dưới thịt nó không có bị khô, bởi vì là cái gia vị nó vẫn hút vô đó. Và nó cũng chín luôn. Mình lại tiếp tục 5 phút nữa, 180 độ C nữa. Mình để 5 phút thôi. Rồi, tổng cộng thời gian nó được là 50 phút. Wow. Da heo nè. Đó, nó nổ phồng cái màu đẹp chưa? Ngon quá chừng chưa nè. Nếu như mà mình thấy nó chưa nổ hết
thì lại tiếp tục 5 phút nữa và quay quay qua để cho nó nổ đều ra. Khi nướng, anh chị em và các bạn nhớ nha, khi mình thấy nó chưa nổ hết thì lại tiếp tục, chứ không phải là nhất thiết đúng như cái thời gian mà mình Quyên nói. Bởi vì mỗi cái miếng thịt heo, cái da nó dày mỏng khác nhau, thì cái thời gian nó nổ da cũng khác nhau. Rồi 5 phút nữa, 180 độ C nữa nha. Nồi chiên không dầu này thực ra nó cũng giống như là cái lò nướng vậy đó. Do đó mình có thể tắt, mở, kiểm tra bất cứ lúc nào. Sau 3 phút mở ra để kiểm tra, nếu như mình thấy được thì lúc đó là đủ thời gian, còn chưa thì lại tiếp tục nha. Đó, bây giờ đã nhìn thấy cái miếng heo quay chưa? Ngon cực kỳ luôn. 55 phút tổng thời gian để cho miếng thịt nó chín. Và sau 55 phút, tổng cộng thời gian lấy ra cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nè, cái da nó nổ phồng lên. Và trong chính giữa này mình thấy nó còn một chút xíu chưa có nổ phồng như thế này, thì có thể mình tăng thêm 2 phút nữa để cho nó nổ lên. Khi nó nổ lên phồng hết giống như vậy nè, là nó giòn rụm luôn. Quay lại một lần nữa, thêm 2 phút nữa, tức tổng thời gian là 57 phút. Bây giờ mình sẽ để 2 phút và mình để tăng thời gian lên tới là 200 độ C. 2 phút nữa nha. Và với cách quay này thì nhìn vô thấy lò không có bị khói gì hết luôn đó. Thời gian quay sẽ dao động từ 55 phút cho đến 60 phút. Và xong luôn. Tắt lò, để lại gần để thấy rõ hơn. Miếng da nó nổ phồng giòn lên luôn. Màu sắc đẹp, nâu vừa luôn, không bị cháy, không bị gì hết. Anh chị em và các bạn làm giống như mình Quyên chia sẻ nha, để có món ngon cho gia đình của mình nè. Và cái lò cũng rất sạch, không có bị một chút xíu nào dơ hết. Bởi vì có thể nhìn xung quanh cái rổ này, không có một chút xíu dầu nào hết luôn, nó không có văng một chút nào hết đó. Thì tiện cho mình, đỡ phải lau chùi lò. Và nếu như anh chị em và các bạn nào có nồi chiên không dầu thì từ nay lấy ra để quay heo theo cách mình Quyên chia sẻ hôm nay nha. Da nổ giòn rụm luôn nè, giòn tan, giòn mà không bị cứng. Và mình Quyên chúc ai cũng thành công, ăn thiệt ngon, có thể làm để mang biếu tặng cho người thân, họ hàng, gia đình của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Nhìn như vậy là biết nó giòn như thế nào rồi, nó đang nổ lớp bóp luôn đó. Khi mình quay thịt theo cách này thì thịt mềm ngọt, không bị khô. Phía bên dưới nó vẫn có cái màu nâu nè, ngon lắm luôn. Cái này nó có mỡ bên trên nè, mình vớt bỏ ra rồi lấy bên dưới mình làm sốt để ăn với lại thịt heo quay. Một chén sốt nó cũng vừa đủ luôn. Cái này mình sẽ chờ nguội rồi mới cắt ra, bởi vì nếu cắt bây giờ là nó chảy cái nước ngọt trong thịt, nó mất ngon đi. Trời ơi, nó giòn quá chừng luôn á. Với hai loại nồi chiên không dầu, nổ phồng, giòn rạo rạo, giòn tan luôn. Cắt khoảng hơn 1 cm. Đó, giòn chưa? Rạo 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 luôn á. Và thịt ở bên trong chín, không bị khô, nó còn ướt ướt như vậy nè, ngon lắm đó. Giòn rụm. Như vậy là đẹp. Nếu mà thích ăn da nhiều thì mình có thể bỏ cái lớp nạc bên trên ra,
lúc ban đầu đó chưa dao thôi. Trời ơi, nó giòn thì thôi luôn. Hãy thử một miếng nha. Thử da. Giòn tan. Rồi thử thịt luôn. Rất vừa ăn luôn. Vừa ăn lắm. Cái da nó nổ phồng nè. Như tan luôn á.